Mến chào các bạn. Như các bạn đã biết, trên thị trường hiện nay có rất nhiều hãng cung cấp thiết bị tổng đài, bao gồm tổng đài analog và tổng đài IP. Thì đối với tổng đài IP thì sẽ chạy trên hai cái nền tảng, đó là Rewit và Asterisk. Nhưng mà đa số các tổng đài hiện nay thì là sử dụng cái nền tảng là Asterisk. Tại vì sao? Tại vì Asterisk nó đã ra đời rất là lâu rồi. Thì tôi nhớ không lầm là nó ra đời vào năm 1999. Còn Rewit thì nó ra đời vào khoảng năm 2008 hay là 2006 gì đó. Rồi thì trên mạng internet cũng có rất là nhiều cái tài liệu để mà các bạn có thể tự nghiên cứu và sử dụng được Asterisk. Hôm nay tôi xin bật mí cho các bạn một nơi mà bạn có thể tự học các khóa học Asterisk thông qua video, kèm theo đó là các bài thi để kiểm tra kiến thức của các bạn. Thì các bài thi này không phải là khó, chỉ cần các bạn xem các video hướng dẫn thật kỹ càng thì sẽ có thể hoàn thành các bài thi này. Thì sau khi hoàn thành bài thi á, thì các bạn sẽ được cung cấp một cái chứng chỉ để xác nhận rằng bạn đã hoàn thành cái kiến thức cơ bản về Asterisk. Rồi vậy cái video đó ở đâu? Thì trước đây á, thì bạn vào cái trang của Dizum thì ở đó nó sẽ cung cấp cho các bạn cái bài thi. Nhưng mà cuối năm 2018 á, thì Dizum và hãng Sanroma đã hợp tác với nhau xây dựng Asterisk. Thì hiện tại cái trang web mà cung cấp cái video và cái chứng chỉ Sanroma đó chính là Sanroma University và cấp cái chứng chỉ liên quan về Asterisk, các thiết bị tổng đài, các khóa training kèm theo. Thì dưới đây thì là cái đường link đăng ký tài khoản để có thể sử dụng những cái khóa học trong cái trang web này. Thì cái đường link mình sẽ để dưới cái phần mô tả. Và tiếp theo á, là mình sẽ bắt đầu đăng ký cái tài khoản để mà có thể tham khảo các khóa học ở đây.